trường qua các thời kỳ và cuối cùng là bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các chủ học sinh và các em học sinh thân mến, để ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, tôi xin của nguyên lãnh đạo nhà trường.